Bằng chứng thép xác định Ronaldo không chạm bóng trong bàn thắng của Bruno Fernandes. Mới đây, Adidas đã trưng ra bằng chứng cho thấy Cristiano Ronaldo chưa chạm vào bóng trong bàn thắng mở tỷ số của Bồ Đào Nha trước Uruguay. Họ sử dụng cảm biến đặc biệt bên trong trái bóng thi đấu World Cup 2022. Phút 54 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, Bruno Fernandes đưa bóng vào lưới, đi sượt qua đầu Ronaldo rồi đi vào lưới. Pha quay chậm cho thấy bóng dường như đã chạm vào tóc của tiền đạo 37 tuổi. Tiền đạo 37 tuổi này có pha ăn mừng như thường lệ. Chính Bruno cũng chung vui với anh như thể đây là bàn thắng thứ 9 của siêu sao Bồ Đào Nha trong các kỳ World Cup. Tuy nhiên, niềm vui của Ronaldo không kéo dài được lâu khi chỉ ít phút sau đó, người xuất hiện trên màn hình lớn tại sân vận động Lusail lại là Bruno Fernandes chứ không phải là anh. Bàn thắng được tính cho tiền vệ đang khoác áo MU và điều này vấp phải phản ứng từ phía cộng đồng người hâm mộ CR7. Mới đây, Adidas đã tung bằng chứng cho thấy Ronaldo không chạm vào bóng. Họ sử dụng cảm biến đặc biệt bên trong trái bóng thi đấu World Cup 2022 do nhãn hàng này phát minh. Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, bằng cách sử dụng công nghệ Connected Ball tiên tiến được lắp đặt trong quả bóng thi đấu chính thức của chúng tôi, có thể dễ dàng chứng minh không hề có tác động nào từ Ronaldo đến quả bóng trong tình huống mở tỷ số của Bồ Đào Nha. Cảm biến 500 Hz IMU được đặt trong quả bóng nên kết quả này có độ tin cậy, chính xác rất cao. Được biết, quả bóng chính thức của World Cup 2022 có tên là AI Villa, chứa cảm biến ở giữa nhằm hỗ trợ những pha chạm bóng không rõ ràng cũng như cải thiện khả năng đưa ra quyết định va trong các tình huống việt vị. Đây cũng là lần đầu tiên một kỳ World Cup ứng dụng công nghệ tiên tiến như này. Sau trận đấu, chủ nhân của hai bàn thắng duy nhất trong trận đấu, Fernandes cho biết, tôi nghĩ ai ghi bàn không quá quan trọng vì chúng tôi đã giành được chiến thắng. Như vậy, Ronaldo sẽ cần đợi đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Hàn Quốc mới có thể gia tăng số bàn thắng của mình tại World Cup.